Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Đây chính là sản phẩm mà các bạn đang cực kỳ quan tâm trong vòng 1 tháng trở lại đây, Intel Core i9-10850K, một sản phẩm có thể nói là gần như tương tự khi so với Intel Core i9-9900K. Tuy nhiên, cái mức giá của nó lại rẻ hơn từ 1 đến 2 triệu đồng tùy từng thời điểm. Hãy cùng mình tìm hiểu xem sản phẩm này có điểm gì đặc biệt. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần CPU. CPU Intel Core i9-10850K với vỏ hộp Avenger, đây logo Avenger đây, thì tất cả các lô hàng đầu tiên thì nó sẽ đều như này, từ các lô hàng tiếp theo nó như này nữa không thì mình không biết. Một điều nữa, ở trên phần vỏ hộp này nó ghi là game sẽ không có sẵn ở trong này, tức là code game ấy nó sẽ không có luôn trong vỏ hộp này. Tuy nhiên, đối với những bạn mua mẫu CPU hay xây dựng các bộ PC liên quan đến Intel Core i9-10850K thì các bạn vẫn được tặng cái tựa game này bên ngoài nha. Tức là mua mẫu CPU thì chưa chắc đã có, tức là không, trong vỏ hộp thì không có, nhưng mua CPU thì chắc chắn sẽ có. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đề cập đến thông số của mẫu CPU này. Thì về thông số, khi so với Intel Core i9-9900K nó chỉ thua có duy nhất là 0.1GHz mà thôi. Thế nhưng cái mức giá của nó lại thấp hơn rất nhiều. Thì cụ thể ở đây, số nhịp cơ bản của nó là 3.6GHz, tức là boost tối đa đơn nhân là 5.2GHz. Bằng một vài cái bài test của mình bằng phần mềm Prime 95, đây Prime 95 nặng nhất anh em nhé, chứ mình không nói vấn đề Blend thì nó quá nhẹ rồi. Khi mà dùng Blend ấy, nó chỉ tiêu thụ khoảng độ từ 141 đến khoảng 200W điện thôi. Thế nhưng khi mình test bằng Prime 95 nặng nhất thì mẫu CPU này nó ăn đến tận hơn 300W điện. Thì với cái mức điện như vậy, các bạn không thể nào sử dụng tản nhiệt stock của Intel được. Đương nhiên là tản nhiệt stock của Intel anh em nếu mà có tốt nhất là bỏ đi. Và cái thứ hai nữa, nếu bạn sử dụng tản nhiệt khí thì cũng nghĩ nó cũng hơi khó khăn trong vấn đề tản nhiệt, và chúng ta bắt buộc phải lựa hai lựa chọn. Đầu tiên có thể là nước All-in-One, và cái thứ hai là tản nhiệt custom. Thì ở đây mình sẽ lựa chọn tản nhiệt nước All-in-One Watt 360 tới từ Corsair. Thì với sản phẩm tản nhiệt nước này thì khi mình test thử thì nhiệt độ khi chơi game nó sẽ loanh quanh khoảng độ 70 độ, còn khi Prime 95 nặng nhất thì đương nhiên nó vẫn xấp xỉ được gần 100 độ. Thế đây là một điều các bạn phải chấp nhận, bởi trong mức giá khoảng 13 triệu đồng thôi, các bạn sẽ có mẫu CPU 10 x 20 luồng xử lý mà ngày xưa chúng ta không thể nào có được. Với 10 nhân vậy, các bạn như kiểu render này, edit video hay làm tất cả công việc đòi hỏi vấn đề kiểu nhiều nhân, nhiều luồng thì mẫu CPU này sẽ cực kỳ đáng lựa chọn khi so với các thế hệ tiền nhiệm. Lý do cho sự ra mắt của Intel Core i9-10850K này rõ ràng để lắp đầy các phân khúc, thì từ Intel Core 7 lên i9, cụ thể là i7-10700 lên i9-10900K là vẫn có khoảng hở đấy, vẫn để cho đối thủ lắp đầy vào. Vậy thì tại sao Intel lại làm vậy? Intel tại sao lại để đối thủ lắp vào được? Họ phải tự lắp đi chứ, chỗ trống của họ, họ phải tự lắp. Thì Intel Core i9-10850K nó đã ra đời. Thì với sản phẩm này, về cách đóng hộp có thể nó sẽ không được rực rỡ như kiểu là Intel Core i9-10900K, thế nhưng nó vẫn có điểm đặc biệt, đó chính là logo của Avenger ở đây. Thì để sử dụng được cái mẫu CPU này trên tất cả các mẫu máy chủ thì chúng ta chắc chắn là không thể, bởi vì dòng H không được nhé, dòng H thì dòng giá rẻ rồi, dòng B kể cả B mạnh nhất đi thì nó vẫn không thể tận dụng hết hiệu năng này. Thế nên mình đã lựa chọn máy chủ dòng Z, thì cụ thể đó là Z490 tới từ Asus, đó là máy chủ cực kỳ xịn sò LG Maximus 12 Formula. Thì đây mẫu máy chủ phải nói là vô cùng đắt tiền và xịn sò đến từ Asus, thì nó sẽ có một số công nghệ nổi bật, bây giờ mình sẽ nêu tên ra để các bạn có thể thấy được nó nổi bật như nào và nó xứng đáng Intel Core i9-10850K như thế nào nhé. Như bạn có thể biết, Intel Core i9 kể từ thế hệ thứ trước đó là 9900K, đến bây giờ Intel Core i9-10850K hay i9-10900K nó có mức độ tỏa nhiệt vô cùng lớn, và cái thứ hai nó ăn cực kỳ nhiều điện, và khi nó ăn nhiều điện như vậy thì bắt buộc các hãng phải nâng cấp cục VRM, và nâng cấp cục VRM thì nó phải nâng cấp kép theo đó, đó chính là cái vấn đề heat sink. Thì vấn đề heat sink khi mẫu ngoài chủ LG Maximus 12 Formula này thì Acer đã trang bị sẵn, mặc dù đã có hai bên hai miếng nhôm, hai miếng đồng và nhôm kết hợp với nhau vô cùng lớn rồi, thế nhưng ở đằng sau đấy hãng vẫn trang bị sẵn cho chúng ta một hệ thống block tản nhiệt nước lắp sẵn đến từ EK Water Block nữa. Thì với hệ thống này, nếu như anh em mua về thời gian đầu anh em không có tiền để mua tản nhiệt nước custom chẳng hạn, nhưng thời gian sau anh em có tiền và nâng cấp thêm thì qua đấy anh em có thể ép dung mẫu CPU này lên mức cao hơn. Thì mình cũng đã có thử ép dung mẫu CPU này, thì dung nhịp của CPU nó sẽ đạt được khoảng độ 5.3GHz trên toàn bộ 8 nhân thì nó lại giống thế hệ trước rồi, 10 x 5.2GHz và mức điện năng của nó vô cùng lớn, 350W cơ. Thì có thể nhá, mình sẽ không thể hướng dẫn các bạn vấn đề ép xung trên mẫu boy chủ này như nào được, bởi vì ở đây nhá, hãng đã trang bị sẵn tính năng AIOC rồi, anh em chỉ cần mua về sử dụng trong vòng khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần gì đấy, hệ thống sẽ tự cân đo đong đếm sao cho phù hợp nhất để tự động ép xung cho anh em. Thì ở đây cá nhân mình là mình đang sử dụng tính năng gọi là ép xung bằng tay ấy, để cho xung nhịp nó lên cao hơn một chút để anh em thấy được cái mẫu main này khi anh em ép xung bằng tay nó sẽ như thế nào, và khi anh em để tính năng AIOC thì có thể xung nhịp nó sẽ lên từ từ thôi. Ngày hôm nay xung nhịp boost toàn bộ trên 10 nhân nó chỉ là 4.8, nhưng sang ngày mai ngày kia nó có thể lên 4.9, và một thời gian sau nữa nó có thể lên cao hơn tận 5.1GHz mà anh em không phải làm gì cả. Đây là một điều chúng ta sẽ chỉ có trên mẫu boy chủ Z490 tới từ Acer. Tuy nhiên không phải vì thế mà anh em quá lạm dụng vấn đề ép xung này được, bởi vì nhá, mặc dù hệ thống tản nhiệt cho VRM rất ngon, hệ thống cấp điện cũng rất ok với một cổng 8 pin và một cổng 4 pin, hệ thống VRM cũng cực kỳ xịn, thế nhưng nếu như anh em không hề phí sức ép xung
hãy tin tưởng tính năng AIOC. Anh em chỉ cần cập nhật BIOS mới nhất đấy, sau đấy bật tính năng lên và hệ thống sẽ tự cân đo đong đếm. Anh em đừng tự làm giống như mình là đã có tham khảo thì mới dám ép xung, chứ còn nếu như mình là một người không biết gì thì chắc chắn mình sẽ không thể nào ép xung được. Và để tản nhiệt được cho CPU Intel Core i9-1850K này, chúng ta sẽ dùng tản nhiệt nước tới từ Corsair, tới nước All-in-One. Thì cái mẫu tản nhiệt nước này khi mình lắp vào mình trang bị tổng cộng là 5 quạt, bởi vì 3 quạt đằng trước như các bạn đã nhìn đây là 3 quạt có sẵn và mình lắp thêm nữa ở phần trước của nó, thêm 2 quạt nữa thì mới có thể sử dụng trong điều kiện tối ưu. Và ngay bên trên đầu mình là một cái điều hòa 16 độ C và nó thổi thẳng vào rack tản nhiệt này thì mình mới dám ép xung tới như vậy. Và nếu như anh em quan tâm tới mẫu CPU này và muốn ép xung nó nặng hơn thì mình khuyên anh em có thể cân nhắc tản nhiệt nước custom, thì qua đấy hiệu năng tản nhiệt nó sẽ tốt hơn rất nhiều khi so với tản nhiệt All-in-One. Còn nếu như anh em thích đẹp và thích đồng bộ thì rõ ràng tại sao chúng ta tản nhiệt như thế này, thì với ASUS có tản nhiệt nước Ryzen 3060 nữa, nó cực kỳ phù hợp với hệ thống thiết kế VRM như này. Thế nhưng mà trong thời điểm làm video này thì mình quên mất mình lại chưa mượn được cái sản phẩm đấy, thì mình sẽ hẹn anh em trong video tiếp theo thì mình vẫn sử dụng cái mẫu main này và mình lắp cái tản nhiệt nước Ryzen nào để xem hiệu quả tản nhiệt như nào nhé. Và một tính năng nữa trên mẫu main ROG Maximus 12 Formula này đó chính là khả năng OCR RAM. Và muốn OCR RAM chúng ta bắt buộc sử dụng một bộ kit RAM xịn sò một tí, Corsair Dominator, đó chính là sự lựa chọn của chính mình. Thì mình đi mượn mãi với bộ kit RAM mang về review cho anh em. Còn nếu anh em muốn mua sản phẩm Corsair Dominator thì link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Thì bộ kit RAM này, cái bus mặc định của nó đã là 3200 rồi, anh em kích hoạt bằng tính năng XMP có sẵn ở trong BIOS. Và nếu anh em muốn OCR RAM ấy thì mình cũng đã thử rồi. Thật ra mình không phải một người có kiến thức quá nhiều vấn đề OCR RAM, nhưng mà mình vẫn OCR thử thì nó sẽ bớt lên được khoảng là 3600, và nếu anh em nào có kiến thức hơn thì hoàn toàn có thể bớt được lên 4000. Thì qua đấy thì hiệu năng khi anh em render video hay làm công việc liên quan bớt RAM nó sẽ hiệu quả hơn. Còn vấn đề chơi game, rõ ràng bớt RAM càng cao thì hệ thống các bạn chơi game sẽ càng mượt mà. Một điều nữa thì trên mẫu bo mạch chủ này mình sẽ cắm duy nhất một mẫu card loại là RTX 2060 Super thôi. Anh em hoàn toàn có thể cắm thêm những mẫu bo mạch chủ khác thích. Và nếu anh em thích giải pháp đa card loại thì cái mẫu main này hỗ trợ cả SLI này, NVLink hay thậm chí là Crossfire của AMD nữa thì hoàn toàn ok, không vấn đề gì cả. Thì chỉ có duy nhất nhé, anh em phải lưu ý, chỉ có hai khe X16 được bọc thép và khe X16 dưới cùng đây sẽ không được bọc thép. Nó chỉ là một khe X4 thông thường với một khe tốc độ X4, thế nhưng mà kích thước của nó là X16. Về khả năng nâng cấp SSD, anh em hoàn toàn không phải lo lắng kiểu khi anh em nâng cấp SSD nó sẽ bị nóng đâu. Thì ở bên dưới đây, khu vực heat sink SSD nó cũng làm vô cùng xịn sò. Và đây nhá, anh em nhìn rõ ở đây một điểm cực kỳ thích trên cái mẫu main của ROG, đó chính là màn hình để cho anh em có thể theo dõi được. Khi anh em bật máy lên nó sẽ theo dõi được cái vấn đề nhiệt độ của CPU này, một số thông số khác anh em hoàn toàn có thể tùy chỉnh thông qua phần mềm. Và nếu như anh em đang tắt máy nhá, bật máy lên thì đây nó sẽ là một cái đèn hiển thị cho máy đang làm gì, đang chẩn đoán lỗi có sản phẩm nào. Thì ở đây hiển thị ở đây đang chẩn đoán lỗi, chẳng may là lỗi về bộ nhớ thì đây là do mình đang cắm mất SSD, mình tháo mất SSD rồi nên đang cảnh báo về lỗi bộ nhớ. Và ngoài ra nữa thì đã có thử là nghịch một tí để cho nó từ các đèn cảnh báo khác thì nó có cảnh báo đúng lỗi luôn. Thì đầu tiên thì mình sẽ có một cảnh báo lỗi về VGA, nên kia loát lại BIOS VGA đấy, không em thấy thú vị đúng không? Thì khi anh em thấy nó lỗi như nào, anh em chỉ cần mở quyển sách hướng dẫn sử dụng ra, tập đi tiếp luyện công hơi dài một tí, nhưng mà khi nó hiển thị lỗi như này rồi anh em mở ra và đọc thì qua đấy anh em nhận thấy lỗi dễ dàng. Và cái mẫu bên này nó hoàn toàn phù hợp cho vấn đề anh em sử dụng bên thay bổ, anh em không thích bỏ cây đúng không, dùng bên ngoài cũng được. Nó có cả nút start and reset, anh em chỉ việc bấm vào thôi, vô cùng đơn giản. Và tất cả những thành phần linh kiện khác ở trên đây anh em sẽ không thể nhìn được, bởi vì do ASUS đã che chắn lại cực kỳ kỹ càng rồi. Và anh em cũng là một người thích lắp tất cả quạt led RGB thì trên đây nó có cực kỳ nhiều cổng kết nối, anh em chỉ việc cắm vào thôi và qua đấy đồng bộ led RGB thông qua phần này, thế là xong. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về phần cổng kết nối trên cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 9 cổng USB Type A, 1 cổng USB Type C. Thì bên gần này cổng, mình là một người sử dụng rất nhiều cổng kết nối nhá, mình có tận 4 ổ cứng giờ mình cắm vào đây, chuột, bàn phím, tai nghe của mình nữa, nó vẫn không thể hết được. Tiếp theo đó chúng ta vẫn có cổng PS2 thần thánh. Đây là một sản phẩm gọi là mới như thế này rồi, đến thế hệ Intel thế hệ thứ 10 rồi, chúng ta vẫn có cổng PS2. Và điều đặc biệt, anh em biết điều đặc biệt là gì không? Chúng ta sẽ không có cổng xuất hình. Đúng vậy, trên một sản phẩm đắt tiền này chúng ta sẽ không có cổng xuất hình. Và nếu như anh em mua mẫu main này về, mua mẫu Intel Core i9 thì chắc chắn chúng ta sẽ phải sắm một mẫu card loại xịn sò đến từ ASUS này, thì khi đấy chúng ta có thể xuất hình được. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có Wi-Fi 6. Thì với công nghệ Wi-Fi 6 này nó sẽ có tốc độ truyền tải cao gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm. Chỉ cần nhà anh em có sẵn ổ Wi-Fi 6 của ASUS chẳng hạn, tiếp theo đó mua mẫu main này về, mua bộ PC sử dụng mẫu main này về, mua về sử dụng, thậm chí anh em có thể chơi game mà không nhất thiết phải cắm mạng dây. Và nhắc tới mạng dây thì mẫu main này nó hỗ trợ hai cổng mạng LAN RJ45. Thì với hai cổng mạng LAN này anh em cắm đường mạng của hai hãng, kiểu là mà hãng này hãng kia, chẳng may đường truyền kia nó bị mất thì chuyển sang đường truyền này nó vẫn ổn định để anh em có thể chơi game mà không lo lắng vấn đề kiểu bị mất kết nối dẫn đến thua cái trận game đấy. Mà một lý do để lộ lỗi mà. Và bây giờ sẽ là cái phần test hiệu năng của bộ máy này. Thực ra thì bộ máy này ấy nó
Nếu như anh em nào mà kiểu yêu cầu một khoản P/P rất tốt thì chưa chắc nó đã có. Ví dụ Intel Core i9-10850K 10x20 đường xử lý, 64GB RAM, cọc xe Dominator và các đồ ạ, nó chỉ là RTX 2060 Super mà thôi. Đối với anh em nào mà yêu cầu nó phải hoàn hảo nhất thì rõ ràng chúng ta phải trang bị RTX 2080 Super hoặc là 2080 Ti. Thế nhưng mình khi test bộ máy này là để cho anh em thấy được cái mẫu CPU anh em khi anh em hoạt động ấy nó sẽ nóng tới mức nào và nó có thể phù hợp với nhu cầu bình thường hay không. Còn cả đó bạn thì từ RTX 2060 Super trở lên chúng ta đã có thể chơi các tựa game trên bộ phân giải Full HD được rồi. Rồi, ok, vậy thì anh em đã thấy sao về phần trải nghiệm hiệu năng vừa rồi, tức là vấn đề test của mình ấy, thì đồng ý một điều là khi mình sử dụng mẫu CPU này mắc công suất thì nhiệt độ của nó hơi cao một tí, nó có thể loanh quanh từ 90 tới 100 độ C. Thế nhưng khi chơi game, nhiệt độ của nó lại mát hơn rất nhiều, nó chỉ loanh quanh khoảng độ 70 độ C. Thì với mức nhiệt 70 độ C, anh em có đóng kín cây đi chăng nữa và anh em sử dụng trong phòng điều hòa thì mức nhiệt này theo mình thấy nó vẫn có thể chấp nhận. Xét về khía cạnh, đây mẫu CPU 10x20 đường xử lý, xung nhiệt có thể đạt được 5.2 GHz và nó vẫn trên tiến trình 14 nanomet. Vì thế anh em đánh giá sao với combo này? Intel Core i9-10850K kết hợp với Asus ROG Maximus 12 Formula. Đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Nếu như anh em quan tâm thì có thể click vào. Đừng quên bấm like, share như subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình qua trong tương lai. Anh em còn muốn mình so sánh mẫu CPU này với mẫu CPU nào thì đừng quên để lấy ý kiến và giúp bình luận nhé. Và bye anh em trong những video sau. We'll be right back.